Nam mô tất cả
Phật sở hữu sắc thân sáu uẩn thiện của bồ đề tất cả các sự nhân tâm dùng để nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sáu uẩn thiện của bồ đề tất cả các sự nhân tâm dùng để nam mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sáu uẩn thiện của bồ đề tất cả các sự các nam chúng nữ nhân tâm phụng thể nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật nhân tâm phụng thể nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật nhân tâm phụng thể nam mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật các đạo chúng ni nhất tâm phụng thể nam mô chiên sát hiện đắc nghiệp báo kinh vi diệu pháp đạo nhất tâm phụng thể nam mô chiên sát hiện đắc nghiệp báo kinh vi diệu pháp đạo nhất tâm phụng thể nam mô chiên sát hiện đắc nghiệp báo kinh vi diệu pháp đạo các đạo chúng ni nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả các đạo nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả các đạo nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả các đạo chúng ni nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả đều là nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả đều là nhất tâm phụng thể nam mô mười phương tất cả đều là các đạo chứng minh nhất tâm phụng thể nam mô kiên trì tín đồ các ma pháp nhất tâm phụng thể nam mô kiên trì tín đồ các ma pháp nhất tâm phụng thể nam mô kiên trì tín đồ các ma nhất tâm phụng thể nam mô tuyên hóa bồ tát kiên định tín bồ tát ma tát nhất tâm phụng thể nam mô kiên định tín bồ tát ma tát tất cả chúng nhân nhất tâm phụng thể nam mô tuyên hóa bồ tát nhất tâm phụng thể nam mô tuyên hóa bồ tát nhất tâm phụng thể nam mô tuyên hóa bồ tát xin ngài, con xin kính mời sư phụ, con lâm khắp vạn, nghe chúng con sám hối. Nhất tâm phụng thể, nam mô phổ hiền bồ tát quán thế âm bồ tát, ông thủ bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thể nam mô phổ hiền bồ tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, Tông Thủ Bồ Tát, Ma Ha Tát, Nhất Tông Thủ Thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tông Thủ Bồ Tát, Ma Ha Tát, Các Đạo Chứng Minh. Nhất Tông Thủ Thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Nhất Tông Thủ Thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Nhất Tông Thủ Thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát, Các Đạo Chứng Minh. Yeah.
chúng con, thay mặt cho các giáo dịch hộ pháp, Ngài lên che chở cho chúng con cũng như cho chánh pháp được trường tồn rực rỡ và phát triển. Xin đảnh lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Na Ha Tát.
nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Công La Hàm Mâu Ni Như Lai, đi đoàn đi đoàn đến cầu tha độ tha bồ tát ni thế như lai tha độ như lai thế như lai tha độ cho tất cả thế ta bà ha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ca Thiết Như Lai, đi đoàn đi đoàn đến cầu tha độ tha bồ tát ni thế như lai tha độ như lai thế như lai tha độ cho tất cả thế ta bà ha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đi bà đi bà đế cầu tha cầu tha đế nhà ta đi đế nhà ta đế tình lên đế như thế nào đế như thế nào đế ta bán nha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chuyên Đàn Quang, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chuyên Đàn Vương Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chuyên Đàn Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Chàng Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quan Hỷ Tạng Ma Ni Phật Thích Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhất Thiết Đế Tam Nhạc Kiến Diệu Nhạc Tinh Tấn Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Ma Ni Chàng Tăng Gia Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Huệ Tụ Chiếu Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Thả Đức Quang Minh Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Kim Cang Lao Thường Phổ Thám Kim Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thường Kim Tấn Võng Mãn Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Bi Quang Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Quang Lực Thương Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Từ Tạng Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chuyên Đàn, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Chuyên Đàn Quốc Trang Nghiêm Thắng Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Hiền Thiện Thủ Như Lai, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật
quân bạch mẹ Đức Phật Kim Hoa Quang Như Lai. Đứng dịch đây này thì mình nhìn được mặt cơ. Thứ nhất, đứng dịch đây thì mình nhìn ngang, dịch đây nhìn mặt này.
công đảnh lễ Đức Phật Kim Hạc Quang Như Lai.
tâm đảnh lễ mười phương tất cả quyền thánh. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả quyền thánh. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả quyền thánh. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả quyền thánh. Nhất tâm đảnh lễ thiên vị quý Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Lam Mô Thiên Hóa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nay chúng con thay mặt cho cha mẹ quá khứ ở hiện tại và quá khứ ở hiện nay và tất cả cha mẹ chúng sinh đồng đảnh lễ ngài, xin ngài gia hộ cho cha mẹ chúng con sống lâu trong tuổi, không có sự lão lạc, cha mẹ chúng con không có bệnh tật mãn báo thân này, cha mẹ chúng con được vãng sinh về cõi lành. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu hành sám hối, con và chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất đi sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu, mặc dù nay đã biết. Nhưng con và chúng sanh, nhưng con cùng chúng sanh đều tất cả tội nặng của chướng ngại. Ở đây con đối trước Bồ Tát Hiện Tạng, mười phương chư Phật rộng vì chúng sanh mà khuyên nặng sám hối, tuy nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp các giới nguyện vọng trừ ba chướng, tuy nặng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô tỷ đến nay cho tham ái kiến chấp, một trong lòng suy tính tha nhân, hai ngoài đã thêm vọng xấu, ba thân chúc thì các thực hiện của người, bốn duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng, năm việc tuy không rộng nhưng các tôi đã mang tràn, sáu ngày đêm liên tục không hề gián đoạn để che giấu lỗi lầm không muốn người biết, tám không sợ quả báo trong ác đạo, chín không có chút khổ nhẹ, mười không nói hoài nhân quả. Vì thế ngày nay một tin sâu nhân quả, hai sanh lòng hổ thẹn, ba sanh tâm kích sợ ác đạo, bốn phát đồ sám hối, năm đoạn tâm tương tục, sáu phát tâm bồ đề và ác tu thiện, bốn tinh thần thích tấn ba nghiệp sửa đổi dục lặng trong quá khứ, tám thì phạm thánh những chút thiện nhỏ, chín thiện người tôn chư Phật có đạo phước huệ có thể cứu vào cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức, người từ vô thủy đến nay không biết đánh bổ
vốn không tịnh nên tạo ra quá nhiều tội ác, ta biết không tịnh con vì chúng sinh cầu đạo bồ đề, rộng tu các điều thiện dọn tất cả các điều ác, xin gần hết thảy tam bảo niệm làm bồ tát đừng đi nhất thọ nghe con sám hối. Con nguyện được thân bản địa tạng của con
tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh để theo đại đạo phát lòng vô thượng. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh thấu lý đại chúng hết thảy vô ngại và nam thánh chúng. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. 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 Sắc mô đi số hóa.